Chúng ta hãy đến với các cuộc đua trâu nước hàng năm được tổ chức tại một khu nghỉ mát gần Bangkok, Thái Lan. 80 con trâu tham gia lễ hội được chia thành 5 nhóm ở độ tuổi khác nhau. Chúng được tập luyện hàng tháng trời trước khi diễn ra lễ hội. Tôi chăm sóc những con trâu như những đứa con của mình. Tôi thì có thể đói được, nhưng chúng thì lúc nào cũng phải được ăn no. Nếu chúng nóng, tôi bật quạt điện. Tôi đã bỏ ra 100.000 bạt để xây chỗ ở cho chúng. Tôi nghĩ rằng đua trâu là sự kiện duy nhất trên thế giới và nó rất thú vị. Lễ hội đua trâu thu hút khách du lịch và dân địa phương tham gia. Những con trâu chiến thắng từ mỗi nhóm được nhận giải thưởng tiền mặt là 230 đô la Mỹ. Truyền thống đua trâu bắt đầu cách đây khoảng một thế kỷ, khi nông dân tập trung để ăn mừng cuối mùa cày và trước mùa thu hoạch.